Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai vừa có dự báo tình hình thời tiết trong tuần tới. Theo đó, từ hôm nay đến ngày 10 tháng 10, tỉnh Đồng Nai chịu ảnh hưởng bởi rìa xa phía nam áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Sau suy yếu, khả năng được tăng cường yếu trở lại trong 2 ngày 6 và 7 tháng 10. Thời tiết mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm trời se lạnh và có mù nhẹ. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa trung bình từ 20 đến 100 mm, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, thấp nhất 22 đến 24 độ C. Về tình hình thủy văn tại thượng lưu hồ Trị An và các sông suối khác biến đổi chậm. Tại biên hòa hạ lưu sông Đồng Nai, mực nước cao nhất xuất hiện vào ngày hôm nay, 5 tháng 10 với gần 1,9 m.